Như vậy, đội tuyển Thái Lan sau khi bổ nhiệm huấn luyện viên người Nhật Bản Akira Nishino thì ngay lập tức bị quyết đi vị trí trưởng đoàn hết sức quan trọng. Trong khi đó, trận mở màn chiến dịch vòng loại World Cup với đội tuyển Việt Nam chỉ còn khoảng hơn một tháng nữa là sẽ diễn ra. Tờ Siam Sport vừa đăng tải thông tin rằng giám đốc thể thao kiêm trưởng đoàn tuyển Thái Lan ông Kittisak Champathipong đã bất ngờ từ chức vào ngày hôm qua 23 tháng 7. Theo đó, ông Champathipong đã đến trụ sở Liên đoàn bóng đá Thái Lan để đề nghị được rút khỏi vị trí của mình hiện tại và ngay lập tức Liên đoàn bóng đá nước này đã đồng ý với yêu cầu của ông. Trao đổi với báo chí, ông Champathipong cho biết, sau khi kết thúc King Cup 2019, tôi đã thông báo với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan về những khó khăn của mình. Công việc kinh doanh của tôi thường xuyên phải đi công tác dài ngày nên có thể ảnh hưởng tới đội tuyển Thái Lan. Chính vì thế tôi quyết định rút lui khỏi vai trò trưởng đoàn tuyển quốc gia. Ông Champathipong được chỉ định trở thành trưởng đoàn đội tuyển Thái Lan kể từ sau AFF Cup 2018. Sau đó, ông cùng đội tuyển Thái Lan tham dự Asian Cup 2019, China Cup 2019 và King Cup 2019, tuy nhiên thành tích thì không mấy nổi bật. Chủ nhà SEA Games 2019 công bố linh vật người Philippines chê nhìn như món tráng miệng. Fan Việt lại khen vì quá dễ thương. Linh vật của SEA Games 2019 có tên là Pumi. Khác với những linh vật trước đây thường lấy cảm hứng từ những con vật ở thực tế, Pumi chỉ là sự kết hợp của những hình cầu với nhau với ý nghĩa. Đông Nam Á là một gia đình. Pami trong tiếng Ai Cập là con mèo, nhưng tiếng Philippines Pemelia nghĩa là gia đình. Linh vật của SEA Games 2019 có vẻ ngoài đáng yêu và bắt mắt với bốn màu chủ đạo là trắng, xanh dương, đỏ và vàng. Tuy nhiên, tại Philippines, có nhiều ý kiến cho rằng Pami quá đơn điệu và không thể hiện được bất kỳ điểm đặc trưng nào của Philippines, đồng thời cũng không mang lại cảm hứng theo tinh thần thể thao thường thấy. Nặng nề hơn, có người còn nói rằng Pami chẳng khác nào những viên bánh gạo trong món tráng miệng Philippines Bilo-Bilo. Ở chiều ngược lại, các fan Việt Nam lại khen hết lời với tạo hình của Pumi bởi nó quá dễ thương. Nói về linh vật Pami, ông Ramon Suzara, giám đốc điều hành Ủy ban tổ chức SEA Games 2019 cho biết Pami là đại diện cho mỗi quốc gia, mỗi vận động viên tranh tài tại SEA Games, tất cả sẽ đoàn kết với nhau. Pami nghĩa là gia đình, nó tượng trưng cho sự vui vẻ. Chúng tôi hướng đến một kỳ đại hội với tinh thần như vậy.